Vâng, xin chào tất cả các bạn. Và đầu tiên cho phép HD Radio chúng tôi gửi tới quý khách hàng một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình giới thiệu sản phẩm mới. Và tôi sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm nữa của HD Radio. Đó chính là loa full karaoke SE Audio Technic CV12i. Và như các bạn đã thấy trên màn ảnh của chúng ta, đó chính là dòng sản phẩm loa karaoke SE Audio Technic CV12i. Và tôi nói thật với các bạn là dòng sản phẩm này rất là ấn tượng, nghe chất âm cực kỳ chắc và tiếng cực kỳ hay. Và để biết thêm về thông số cũng như là chi tiết về dòng sản phẩm này thì sau đây chúng tôi sẽ quay sát hơn để các bạn có thể nhìn thấy rõ một cách chi tiết nhất. Xin mời các bạn cùng hướng lên màn hình. Loa karaoke SE Audio Technic K12i là mẫu loa giải hai đường tiếng lớn thứ hai trong dòng Karisek, với loa trầm bass, loa âm trần đường kính 30,5 cm 12 inch cùng loa chép, loa âm cao đường kính 2,54 cm x 1 inch, toàn bộ sử dụng củ loa nam châm Ferris có công suất 350W, cường độ âm thanh tối đa 127 dB max. Đặc điểm nổi bật của dòng loa SE Audio Technic 12i là loa toàn giải hai đường tiếng cho âm thanh sạch sẽ và sáng rõ, chi tiết phù hợp với hệ thống karaoke, phòng hội họp, sân khấu biểu diễn và nhà hát ngoài trời. Loa K12i được trang bị củ loa nam châm Ferris giúp chất lượng cao, có thể hiện tốt nhất về những âm thanh giải tần thấp cho âm thanh trầm ấm và chắc chắn. Trục xoay không đối xứng cho phép lắp đặt cả hai chiều dọc và ngang cả thùng loa, tần số đáp ứng phẳng cùng với tần số chéo một cách chính xác, bảo đảm hiệu quả và âm thanh xuất sắc. Kết hợp với loa subwoofer thụ động 15 inch hoặc 18 inch sẽ tạo ra không gian âm thanh sống động với mức chi phí thật là ấn tượng và hợp với không gian nhà bạn. Và như vậy, chúng ta đã cùng vừa trải nghiệm xong về dòng sản phẩm loa full karaoke của SE Audio Technic CV12i. Và nếu như các bạn muốn sử dụng đôi loa này trong phòng hát karaoke của mình rộng khoảng chừng 25m2 tới 30m2 thì quá là ấn tượng luôn. Và nếu như các bạn quan tâm
hãy gọi điện lên cho chúng tôi để được tư vấn và đặt mua hàng qua số hotline 0917 000 914, hoặc các bạn có thể qua showroom 77B Đại Cầu Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại đây, chúng tôi có một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, chu đáo, sẽ giúp quý khách hàng hài lòng nhất khi đến trải nghiệm tại showroom. Và trang web của chúng tôi hdradio.com.vn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. Xin chào!